Em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại video 431 của kênh em, video cuối tuần nha. Thì video này sẽ có một vài mẫu cần. Đầu tiên sẽ là một cây cần súp Shimano dòng Aerocat 4m5 độ cứng đế nè. Cái này full hộp, này hàng đập hộp nha, hàng xách tay về. Và cần Hichi. Này Hichi có Shimano nè, phôi xoắn ít, xoắn gân toàn thân. Và cây này máy ngang nha. Rất đẹp, độ mới cao. Lô này lô mới về hết nha các anh. Và sẽ có cần cắm gốc, đu cắm gốc, cần Fly và cần Hichi nha. Hai khúc, ba khúc thì cũng có một vài mẫu nước sơn rất là độc lạ nè, cần đẹp. Và dây trong thì sẽ có cần rút và cần ráp khúc. Dây trong thì giá từ 300.000 thôi nha các anh. Này, còn dây trong này sẽ cho các anh giá từ 300.000. Này, và độ cứng sẽ khoảng tầm là từ 30 cho tới 150. Đây, đa dạng độ cứng cho các anh thoải mái lựa chọn. Và cuối cùng thì sẽ có hai cây cán vợt nha, một cây 6m3 và một cây 5m4. Này 5m4 này thì phôi hai da này, cần cán vợt carbon nha các anh. Thì giá em sẽ báo ở cuối video. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi đơn cần là 40.000. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship nha. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên màn hình hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên là một cây cần Hichi quản Shimano ạ. Shimano chiều dài cần là 1m8. Này, phôi cây này thì xoắn ít, xoắn nổi gân toàn thân nha các anh. Cần về kèm hai ngọn nè. Này, Hichi hai ngọn nha. Và một ngọn. Ngọn này thì độ cứng của nó sẽ khoảng tầm là 8 đến 12. Này, 8 đến 12. Còn ngọn nhỏ này thì nó sẽ độ cứng của nó sẽ thấp hơn nha các anh, khoảng tầm 5 đến 10. Nhưng mà nó đã hạ đọt nha. Đây người ta hạ đọt nè. Thì bây giờ độ cứng của nó cũng khoảng tầm là 8 đến 12 cho mình luôn. Này hai ngọn Hichi Shimano. Khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji xứ xám ạ. Fuji xứ xám. Cần độ mới còn được khoảng tầm 80-85%. Và ngọn cần một ngọn 0. Hai ngọn đều 0.9 ly nha các anh. Trọng lượng 128g, mã số 1, giá cây này là 1.3 triệu nha. Còn mã số 1 giá 1.300.000. Này, ngọn này không hụt thì giá cái này khoảng tầm 1.4 triệu nha các anh. Mã số 1 giá 1.300.000. Tiếp theo mã số 2 sẽ là một cây cần máy ngang. Này, máy ngang nó sẽ có tay cò này. Đây, mở các anh xem, chiều dài cần 1m6 nha. Cái này thích hợp cho các anh câu bè. Này, thích hợp câu bè. Ngọn cần là ngọn 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly và cây này có độ cứng khoảng tầm là 20-25. Này, cứng tầm 20-25 cho các anh. Dàn khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji xứ xích nha. Khuyên rất là sáng đẹp luôn. Khuyên Fuji xứ xích. Nước sơn màu cam này và độ mới của cây này trên 90%. Còn độ mới cao. Có bo chỉ từ ngọn cho tới đây nha các anh, để khi các anh đóng cá nó sẽ chịu lực tốt hơn này. Hàng China xuất Nhật. Bát Fuji giảm bát vặn và tay cầm cán mút. Ngọn 1.2 ly, trọng lượng cây này là 130g. Mã số 2 giá cần là 750.000 nha. Còn mã số 2 giá 750.000. Chất liệu carbon ạ. Chiều dài 1m6. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 là một cây cần lua nha các anh. Cần lua này dạng cắm gốc. Cây này thì sẽ có chiều dài là 1m8. Chiều dài của nó 1m8 nha. Và độ cứng là độ cứng tầm ML. Cái này tầm ML, máy đứng ạ. Nó có ghi thông số tải mồi từ 80 đến 200g nha các anh. Và thông số dây bia này, dây 0.8 và dây số 2, đến dây số 2 nha. Hàng China xuất Nhật. Này, lưu cắm gốc. Và bát ra bát hãng, bát vặn nha các anh. Tay cầm cái mút luôn. Cái này độ cứng của nó khoảng tầm ML đến M. Dàn khuyên đi kèm là khuyên hãng. Cây này khuyên hãng. Dàn khuyên còn rất là sáng đẹp luôn. Dàn khuyên này còn được khoảng tầm 90%, 90-95%. Rất sáng nha các anh. Ngọn cần 1.6 ly và trọng lượng là 127g. Mã số 3 giá cần 400.000. Còn mã số 3 nha, giá 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 4 sẽ là một cây cần Fly. Fly nha các anh. Cái này thì có chiều dài là 2m1. 2m1 nha. Và độ cứng của nó từ thăng 4 đến thăng 5.
phôi carbon xoắn toàn thân nè, cần nguyên zin nha các anh. Nguyên zin của nó vào đây, đầu bu đây, và khuyên là khuyên là khuyên hãng nha. Khuyên cái sẽ là một khuyên Fuji xứ sái mọc, và tay cầm là cánh bồng, bắt hãng bắt vặn nha các anh, bắt hãng nè, chất liệu carbon. Và ngọn cần là 1.7 ly, trọng lượng sẽ là 78 g. Cái này mã số 4 giá 500.000. Đây, mã số 4 giá 500 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 là một cây đai hoa. Đây, đai hoa nha các anh. Và chiều dài của nó là 2m58. Độ cứng thân 6 nha. 2m58 độ cứng thân 6. Mã cốt vẫn còn đầy đủ. Đây, mã cốt tem vàng luôn. Đai hoa hàng Scotland nha các. Đây, cây này là của nước Anh nha. Made in Scotland nè. Mã có tem vàng đầy đủ, phôi carbon xoắn toàn thân. Và khuyên cái giờ khuyên Fuji xứ đen, còn lại là khuyên hãng nè, còn Fly nha. Fly. Và ngọn của cái này là ngọn 1.6 ly. Ngọn cần một ngọn 1.6 ly, đó là bát hãng, bát vặn. Và cán của nó tay cầm cán bồng. Trọng lượng là 90 g nha. Cái này có mã số 5 giá 800.000. Còn mã số 5 giá 800 ạ. Và tiếp theo là mã số 6. Số 6 là một cây cần Heiichi. Cái này thì về full bao nha các. Này, về full bao luôn. Cần còn rất là mới. Cái này thì chắc chưa qua sử dụng đâu. Nước sơn còn rất là sáng. Đây em xin phép đọc thông số trước cho các anh. Thì cây này của Romane nha, chất liệu carbon. Chiều dài 1m8, độ cứng từ 10 đến 30. Này, trọng lượng cần là 131 g, gốc là 19.6 ly và ngọn của cây này là ngọn 2 ly nha, ngọn 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly ạ, hàng China xuất Nhật. Này cần mới toanh luôn nha các anh. Cây này mới chắc trên 95% luôn. Bát đây, bát hãng và khuyên đi kèm cũng sẽ là khuyên hãng. Cần Heiichi 1m8. Độ cứng của nó sẽ khoảng tầm là 20 nha. Từ 10 đến 30 thì nó sẽ khoảng tầm 20 cho các anh. Nước sơn còn đẹp. Và ngọn cần là ngọn 1.2 ly, trọng lượng 131 g. Cái này mã số là số 6. Còn mã số 6 giá 600.000 nha. Mã số 6 này giá 600. Mới nha các anh, mới trên 95%. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây cần 2 khúc 2 ngọn, chất liệu carbon. Phôi carbon xoắn toàn thân. Và cây này có chiều dài là 2m1 ạ. 2 khúc 2 ngọn, chiều dài 2m1, độ cứng một ngọn khoảng tầm 30, còn ngọn to này sẽ khoảng tầm 50 cho mình. Đây, một ngọn 30, một ngọn 50 nha. Và ngọn cân, một ngọn 1.2 ly, một ngọn là 1.8 ly ạ. Này, cần câu đơn ngâm đánh lăng xê, ngọn nhỏ này mình câu bè được. Đây, chiều dài 2m1 này. Và dàn khoen đi kèm sẽ là khoen Fuji xứ xám. Này có phát quang nha, cho các anh cầu ban đêm thấy cần. Và bát sao bát Fuji FS6 dạng bát xếp. Tay cầm của nó được quấn chỉ nè. Cái này thì bên Nhật họ quấn nha các anh. Bên Nhật quấn nè. Các anh không thích thì mình về mình tháo ra làm lại nha. Này, ngoại hình cần thì chinh chiến khá là nhiều, có đi theo năm tháng. Này, nước sơn có đi theo năm tháng nha. Và trọng lượng cái này 224 g, mã số 7 giá 650.000. Còn mã số 7 giá 650.000. Và tiếp theo mã số 8 sẽ một cây cần 2 khúc ạ. 2 khúc chiều dài 2m4, độ cứng 80. Cây này là hàng Korea xuất Nhật, Hàn Quốc xuất Nhật nha. 2m4, độ cứng 80, chất liệu carbon ạ. Này, phôi carbon nha, phôi cũng tương đối dày. Dòng này thích hợp cho các anh câu đơn, đánh ngâm, đánh lăng xê mà mình câu biển được. Bát Fuji, bát vặn nha. Nước sơn màu đỏ toàn thân luôn. Cây này độ mới cũng còn trên 85-90%. Và dàn khuyên đi kèm sẽ là khuyên Fuji xứ đen. Khuyên Fuji xứ đen ạ, nước sơn 2 màu. Ngọn cân 2.4 ly, 2.8 ly. Và trọng lượng là 213 g. Cây này có mã số 8 giá 600.000. Còn mã số 8 giá 600 ạ. Và tiếp theo là mã số 9. Này, cây này đẹp nha các anh. Này, cây này rất là đẹp, hàng mới về luôn. Hàng lô này lô mới về bên em.
Chiều dài cần là 2m4, độ cứng 120, thích hợp cho các anh câu biển ạ. Cái này là của Hàn Quốc xuất Nhật. Hàn Quốc xuất Nhật nha. Nước sơn rất là độc lạ. Đây là nước sơn zin của cần nha các. Sơn zin. Và khuyên sẽ là khuyên Fuji xứ đen ạ. Khuyên Fuji xứ đen. Tem vẫn còn và bát là bát Fuji dạng bát vặn nha. Còn hai khúc. Đơn ngâm lăng xê, câu biển thoải mái. Và đầu bu của cây này thì đã được đổ lại nha các anh. Này, họ đổ đầu bu xích nè. Đổ đầu bu xịn hơn, đầu bu xích chống xoắn. Phôi dày nha, phôi carbon, phôi dày. Ngọn 2.8, ngọn 3.8 ly và trọng lượng là 320 g. Cây này có mã số 9, giá 850. Còn mã số 9 nha, giá 850.000. Đấy, nước sơn rất là độc lạ nha các anh. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 là một cây cần rút dây trong, chiều dài 2m7, độ cứng 80. Hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Daiwa Holderlock. Cần còn đẹp nha. Mở ra xem bên ngoài đây. Bát là bát chính hãng Daiwa, bát vặn. Tay cầm mút cứng nè, và khuyên của nó là khuyên xích. Cần hãng Daiwa nha. Ngọn cái này sẽ là 2.6 ly. Ngọn to, 2.6 ly. Phôi xoắn từ lóng ngọn cho tới gốc. Và cái này đi kèm tổng cộng là 3 lóng, 2m7, cứng 80. Nước sơn có đi theo 5 tháng nha các anh. Mà phôi cần thì không dập, không gãy nha. Này, chỉ xây xước thôi, hàng bãi không tránh khỏi. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng 319 g. Mã số 10 giá 550.000. Còn mã số 10 giá 550.000. Và tiếp theo mã 11. Đây, 11, một cây cần dây trong luôn ạ. Cây này có chiều dài 3m1, độ cứng 50. Không quá cứng, không quá mềm nha. Vừa đánh nè. Và cây này là hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Made in Taiwan, dòng Holderlock. Đó là bát hãng này, bát hãng Daiwa, bát vặn nha. Tay cầm mút cứng luôn. Cây này thì phía trên đây nó có vài vết chóc nước sơn. Nước sơn thôi nha các anh, không dập không gãy nè. Hàng bên em thì các anh được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Và ngọn của cây này ngọn 2.4 ly. Đi kèm tổng cộng là 3 lóng. Này, 3 lóng. Độ cứng 50. Cây này có độ nảy tốt ạ. Độ nảy tốt cho các anh dòng cá có cảm giác nha. Nó không có bị quá cứng. Và ngọn cần 2.4 ly, trọng lượng 324 g. Mã số 11 giá 450.000. Cần mã số 11 giá 450.000. Tiếp theo mã 12 là một cây Daiwa Holderlock ạ. Này, cần rút dây trong luôn. Cây này thì có chiều dài là 2m3, độ cứng 50. 2m3 cứng 50, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Này, mở cái xem khuyên xích nha. Và bát là bát chính hãng Daiwa này. Tay cầm ở đây là mút cứng. Và ngọn của cây này sẽ là 2.5 ly. Họ 2.5 ly cho mình. 2m3 thì cần nó đi kèm tổng cộng là 2 lóng thôi. 2 lóng. Này, độ cứng 50, có độ này tốt nha. Nó không quá cứng, không quá mềm, thích hợp cho các anh mới tập câu. Và trọng lượng sẽ là 275 g. Mã 12 giá 500. Còn mã 12 giá 500 ạ. Tiếp theo là mã số 13, là một cây rút dây trong của Shimano. Đây, Shimano dòng hô Bolson nha các anh. Chiều dài cần là 2m4, độ cứng 120, thích hợp câu biển luôn ạ. Rút dây trong cho các anh đánh biển. Và cây này là hàng China xuất Nhật. Mã code tem vàng vẫn còn nha. Hàng xuất Nhật nó sẽ khác hàng xuất Việt Nam nha các anh. Này, xuất Nhật theo quy chuẩn của Nhật. Và bát là bát Fuji nè, bát vặn. Nước sơn màu xanh, rất là sáng cây cần nha. Cái này là hình như là dính cái vết mực, giống như dính vết bút xóa, chứ nó không phải là vết xước nha các anh. Này, dính vết nước mực màu trắng nè. Và khuyên sẽ là khuyên xích. Ngọn cái này là ngọn 3.8 ly. Này, ngọn to 3.8 ly. Fojin Shimano nha. Này, Fojin Zin. Và nó xoắn từ lóng ngọn cho tới gốc luôn. Này, cái này thì có 2 lóng thôi. 2m4, độ cứng 120. Cái này thích hợp cho các anh câu biển ạ. Và trọng lượng cần sẽ là 235 g. Mã số 13 giá 550.000. Cần mã số 13 giá 550.000. Tiếp theo mã số 14 là một cây Daiwa dòng Holderlock ạ. Này, cây này câu biển hạng nặng luôn nha các anh. 2m3, độ cứng 200 nè. Hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan.
bát sẽ là bát chính hãng đai qua bát vặn này, cái này đánh biển nha, khoen của nó đây, khoen xích. Và ngọn cần là ngọn 3.1 ly, ngọn to ngọn 3.1 ly ạ, 2m3, độ cứng 200, độ cứng rất là cao nha. Cần đi kèm tổng cộng 2 lóng. Đây, mở ra xem phôi cần bên trong nè, phôi rất là dày này, phôi rất dày nha, phôi carbon. Ngọn 3.1 ly và trọng lượng sẽ là 400g. Cái này mã 14 giá 500.000, còn mã số 14 giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 15 là một cây cần 2 khúc dây trong. Này, mã 15 nha, chiều dài cây này 2m1, độ cứng 30. Hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Đài Loan xuất Nhật nha các anh, cây này cũng của hãng Đao qua. Đây, tay cầm của nó thì sẽ là cán dệt nha. Mở các anh xem, bát đây. Bát là hãng, bát chính hãng Đao qua, dẫn bát vặn. Tay cầm mút cứng và khoen xa khoen xích. Ngọn cây này là ngọn 1.9 ly ạ. Đây, trên này thì phôi 2 da nha. Ngọn cần ngọn 1.9 ly, trọng lượng là 285g. Mã số 15 giá 550.000. Mã 15 giá 550.000 ạ. 2m1, độ cứng 30. Và tiếp theo là mã số 16 ạ. Đây, mã 16, một cây cần là 2 khúc dây trong. Cây này có chiều dài là 2m1, độ cứng 30. Hàng Korea xuất Nhật. Korea xuất Nhật nha các anh. Khoen đây, khuyên Fuji xứ đen nha. Và bát ra bát Fuji, dẫn bát vặn. Tay cầm của nó cán mút này, cán mút nha, phôi carbon ạ. Và ngọn cần là 2.5 ly. Cái này có trọng lượng 165g. Mã số 16, giá cần 350.000. Cần mã số 16 nha, giá 350.000. Và tiếp theo mã số 17 là một cây 3 khúc dây trong. Cây này có chiều dài là 3m, độ cứng 50. 3m cứng 50 ạ. Chất liệu carbon nè. Và nước sơn cây này còn rất là mới. Cây này trên 90-95% cho các anh luôn nha. Còn rất đẹp. Tem vàng vẫn còn. Bát ra bát Fuji, dạng bát vặn. Và tay cầm của nó là cán mút. Ở đây có làm nhám nè. Cho các anh ráp vào á, rút ra dễ hơn. Này, có làm nhám nha. Đa số phần ráp khúc đều làm nhám. Và ngọn cần, ngọn 3.5 ly. Đây mời các anh xem. Gen chống nổ của nó cũng còn rất là sáng nè. Không có muối ăn. Này, ngoại hình cần rất là tốt nha. Và trọng lượng cây này là 245g. Mã số 17 giá 550.000. Cần mã số 17 giá 550.000. Và tiếp theo mã số 18 là một cây 2 khúc dây trong của Alpha Taker. Cây này có chiều dài là 2m4 và độ cứng khoảng tầm 50 đến 80 ạ. 50-80, khuyên cái của nó là khuyên xích nè. Khuyên xích nha các anh. Hàng Korea xuất Nhật, made in Korea. Và cây này thì chinh chiến khá nhiều, ngoại hình của nó còn được khoảng tầm 80% thôi. Basa Bat Fuji chữ vàng nha. Tay cầm cái mút luôn ạ. Và phôi ở đây là phôi 2 da. Cây này thì ngọn cần sẽ là 2.8 ly và trọng lượng là 232g. Mã số 18 giá 350.000. Cần mã số 18 giá 350.000. Tiếp theo là mã số 19. 19 là một cây 2 khúc dây trong của Ryobi ạ. Cây này có độ cứng cao 2m4, độ cứng 150. Hàng Korea xuất Nhật ạ. Rồi, nhìn cho các anh fan dây trong nha. Còn mình không đánh dây trong thì mình có thể lên khoen. Này, lên khoen câu biển cũng rất là hiệu quả nha các anh. 2m4, cứng 150. Và bát sẽ là bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Này, nó có khoen buộc dây bảo hiểm nè. Và tay cầm của nó được bọc dây rất là chắc chắn và êm tay nha. Đây, mời các xem. Khoen là khoen xích. Đầu bu cũng là đầu bu xích chống xoắn ạ. Phôi cực kỳ dày luôn nha. Phôi đánh biển. Ngọn 3.4 ly và trọng lượng cái này là 349g. Mã số 19 giá 500.000. Còn mã số 19 giá 500.000 ạ. Và tiếp theo mã 20. 20 là một cây 2 khúc dây trong, chiều dài 2m4, độ cứng 30. Cái này thì là hàng Korea xuất Nhật nha các anh. Dòng Power Inner nè, cần dây trong. Nước sơn của cây này cũng trên 85-90% luôn nha. Khoen đây, khoen xích.
mình xích nha các anh, và bát là bát Fuji dạng bát vặn. Tay cầm mút cứng này, mút cứng cho các anh, và ngọn của cây này sẽ là 2.5 ly và trọng lượng là 217 g, mã số 20 giá 350.000, còn mã 20 nha giá 350.000. Và tiếp theo là mã 21. 21 là một cây hai khúc dây trong ạ. Cây này thì có chiều dài là 2m4, độ cứng 80. Cần cầm rất là chắc tay nha các anh. Cây này thì phô cũng rất là dày nè, 80 cầu biển được nha. Đơn âm lăng xê đều thoải mái. Khuyên sẽ khuyên xích. Và cây này là hàng Korea xuất Nhật ạ. Nước sơn rất là sáng. Cây này độ mới cao trên 85-90%. Bát của nó là bát Fuji, bát vặn nha. Và tay cầm cánh mút. Nè, mở các anh xem. Mở các anh xem phôi bên trong. Này, phôi cũng khá là dày, đầu bu xích chống xoắn. Ngọn 2.8 ly và trọng lượng là 242 g, mã số 21 giá 550.000. Còn mã 21 giá 550.000. Tiếp theo mã 22 là một cây hai khúc dây trong của Ryobi ạ. Hôm nay rất là nhiều mẫu cần dây trong nha, độ cứng từ thấp đến cao luôn, cho các anh thoải mái lựa chọn. Và cây này thì có chiều dài là 2m4 và độ cứng của nó sẽ khoảng tầm từ 50 đến 80. Này, 50-80 nha, đường ngâm lăng xê thoải mái. Ngọn cân sẽ là 2.7 ly và khoen của nó là khoen xích nha các anh. Khoen xích nè, cây này thì có nước sơn đi theo 5 tháng nha. Này thì sẽ có giá theo tình trạng cân. Bát là bát Fuji chữ vàng dạng bát vặn. Này, cần Ryobi. Và trọng lượng là 264 g, mã 22, giá cái này 300.000. Còn mã 22 giá 300.000 ạ. Và tiếp theo mã 23 là một cây hai khúc dây trong, cây này của anh Fatecker. Chiều dài 2m4, độ cứng 120. Để mở các anh xem. Cây này thì ngoại hình của nó còn được khoảng tầm 85% nha. 80-85% đổ lên. Này, anh Fatecker hàng Korea xuất Nhật nha. Nó ghi hơi nhỏ này. 2m4, độ cứng 120. Bát là bát Fuji dạng bát vặn. Tay cầm cái mút luôn nha các anh. Này, ở đây có làm nhám nha. Và ngọn của cái này sẽ là 3.7 ly. Này, 3.7 ly. Cái này các anh lên khuyên đánh biển rất là tốt nha. Đánh biển hiệu quả luôn. Ngọn 3.7 ly và trọng lượng là 305 g. Mã cần số 23 giá 400.000. Còn mã 23 giá 400 ạ. Và tiếp theo là mã số 24. 24 là một cây hai khúc dây trong Alpha Taker. Cái này có chiều dài là 2m7 và độ cứng của nó độ cứng 50 nha. Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này thì mới hơn. Này, độ mới của nó cao hơn này, 85-90%. Khuyên sẽ là khuyên xích. Và bát là bát Fuji dạng bát vặn. Tay cầm cánh mút luôn. Này, mút cứng cho các anh. Và ngọn của cây này sẽ là 2.9 ly, trọng lượng 300 g. Mã cần số 24 giá 550.000. Còn mã 24 giá 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã 25. Mã 25 là một cây ba khúc dây trong. Cây này có đi kèm túi vải nha các anh. Này, túi vải cho các anh đựng cần nha. Và chiều dài là 3m, độ cứng 80. Này, cần dây trong, tem vàng vẫn còn. Bát sao bát Fuji nè, bát vặn. Cây này độ mới 90-95% luôn ạ. Và ở đây cũng có làm nhám nha các anh. Làm nhám nè, khuyên buộc dây bảo hiểm đầy đủ. Cái này có biển được. Này, nó có bị muối ăn li ti nha. Cái này nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cần nha các anh. Tay cầm cái mút. Và khuyên là khuyên sứ xám. Khuyên sứ xám ạ. Cái này có ngọn là 2.5 ly và trọng lượng sẽ là 282 g. 3m, độ cứng 80. Mã cần số 25 giá 550.000. Còn mã số 25 giá 550.000. Tiếp theo mã 26 là một cây hai khúc dây trong, chiều dài 2m4, độ cứng 50. Cái này cũng có đi kèm cái túi vải nha các anh. Này, ngoại hình mới nha, trên 85%. Khuyên sẽ là khuyên sứ. Và ngọn cây này là ngọn 2.4 ly. Này, ngọn 2.4 ly nè, 2m4, độ cứng 50. Và bát của nó là bát Fuji dạng bát vặn, phôi carbon xoắn toàn thân. Ở đây thì nó sẽ xoắn hai da này, còn bên này nó xoắn thường, xoắn chìm phía dưới lớp sơn nha các anh.
có khoen buộc dây bảo hiểm. Và cái này thì họ đã bên Nhật đây họ sử dụng là họ có luôn sẵn cái dây cước cho các anh. Này thì em để nguyên luôn, em không cắt nha. Ngọn 2.4 ly trọng lượng 285 g, mã 26, giá cái này 600 ạ. Còn mã 26 giá 600.000. Và tiếp theo mã 27 là một cây cán vợt ạ. Đây cây này thì cán vợt 6m3. Chất liệu carbon nha, phôi carbon xoắn toàn thân. Và tem vàng vẫn còn đầy đủ nè. Cán vợt nha các anh. Cây này nó được quấn chỉ dài luôn. Đây phần tay cầm nè, quấn chỉ dài. Và có sẵn cái dây cho các anh đeo nha. Chiều dài 6m3. 6m3 này là tính cả mặt vợt nha các anh. Còn chiều dài thực của cái cán này thì các anh cứ trừ đi tầm 40-50cm nha. Này, và gen của nó sẽ là gen 11. Gen 11 nha các anh. Phôi xoắn toàn thân luôn nha. Có gen chống nổ. Này, cán vợt thì nó sẽ có xây xước nhiều hơn là cần. 6m3 ạ. Nhưng mà cái này thì ngoại hình cũng còn tương đối đẹp nha. Không, cũng không xây xước gì nhiều lắm. Cũng còn đẹp. Phôi xoắn toàn thân, độ mới còn được khoảng tầm 80-85%. Và gen cái này là gen 11, trọng lượng là 840 g nha. Mã số 27, cán vợt mã 27 giá 550.000, chiều dài 6m3. Mã 27 giá 550.000. Và tiếp theo là mã 28. 28 là một cây cán vợt của hãng Silstar nha. Cái này là của Hàn Quốc xuất Nhật nè. Chiều dài là 5m4 và phôi của nó là phôi 2 da. Phôi 2 da toàn thân luôn nha các anh. Đây mời các anh xem, 5m4 nha. 2 da từ lóng đầu luôn nè cho tới góc luôn. Có dính bụi, có xây xước nha, nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Đây mời các anh xem tường lóng. Chiều dài thực thì mình cứ trừ đi tầm 40-50cm nha các anh. Sẽ ra chiều dài thực của cán vợt. Phôi xoắn hai da toàn thân, phôi rất là đẹp, phôi dày nè. Và cái này gen của nó cũng là gen 11 ạ. Này, bên trong có xước hạt cát nha các anh. Gen 11 trọng lượng 800 g. Tay cầm cũng được quấn chỉ dài và có dây đeo đầy đủ nha. Có dây đeo rất là chắc chắn. Mã số 28, giá cây này 700.000. Cán vợt mã số 28 giá 700.000. Và cuối cùng mã số 29 thì em sẽ là một cây cần súp nha. Cần súp còn full hợp, hàng sách tay này, Shimano. Chiều dài là 4m5 và cây này độ cứng đế khoảng tầm 27 nha các anh. Này, Shimano Aerocat nha. 4m5 độ cứng đế. Và thông số là em xin phép đọc trước. Ngọn cần sẽ là 2.3 ly. Đi kìm tổng cộng 5 lóng nè. 4m5 thì nó sẽ có 5 lóng nha. Góc 23 ly. Thu gọn 104 cm. Và cây này độ cứng 23-30 là tầm 27 nè. Độ cứng tầm đế. Trọng lượng cần sẽ 420 g. 420 g ạ. Cây này giá bên Nhật là 23.000 yên nha. 23.000 yên. Đây hàng sách tay nha các anh. Đập hộp luôn. Thì đi kèm bên trong nó sẽ có một cái túi vải nữa nha. Một cái túi vải cho các anh đựng cần nè, tránh xây xước và giấy tờ. Bên trong vẫn còn bọc ni lông luôn nha. Cái này mít sơn đẹp. Đây mời các anh xem. Có đi kèm nắp chụp đầy đủ. Đây. Còn nguyên zin nguyên bản. 4m5 độ cứng DX. Mà có tem vàng đầy đủ luôn nha. Này, cái này thì nguyên zin chưa hạ bát này. Chưa hạ bát nha. Thì các anh muốn hạ bát thì bên em cũng có nhận. Này, chừng các anh cọc hoặc là chuyển khoản thanh toán hết nha. Thì bên em hạ miễn phí nè. Và bát là bát Fuji Stainless LS7 dạng bát xếp. Nắp chụp Fuji đi kèm. Chiều dài 4m5 và ngọn cần sẽ là 2.3 ly nha. Ngọn 2.3 ly cần có đựng vị khoen. Này, đừng bị khoen cho các anh. Phô xoắn từ lóng ngọn cho tới góc luôn. Này, lóng ngọn của nó thì nó sẽ xoắn hai da nha. Còn đây thì xoắn thường này. Xoắn ít, lóng ngọn sẽ xoắn ít nha các anh. Và khoen cái là một khoen gập.
Khoen đi kèm là khoen Fuji xứ xám ạ. À, khoen Fuji xứ xám 4m5, độ cứng chuẩn DX nha. Này, mới toanh luôn, còn chưa qua sử dụng. Shimano AeroCup 4m5, cứng DX và trọng lượng cần là 420g ạ. À, cái này mã số cuối cùng, mã số 29, giá là 2.650.000 nha. Này, full hộp luôn, mã số 29 giá 2.650.000. Nước sơn rất sáng nha các anh. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của em ạ. Chúc các anh cuối tuần vui vẻ và đi cầu may mắn.